tuk ka sa sa khmeing pro mne vich bai dak pro op da mok sala dam bai saksa chumngai 10 km neu knong mnanh sangkum ban tuk ka sa sa ning anat phong doy khmeing pro mne madai vich bai dak pro op hai thveu damnal 10 km mok sala rin jong tam kanea nei Facebook để miền chung một hà tê mà ra bàn bằng hoa nơi rụp hiếp không bên pro chia sơ sơ la mà nhé đòi chuốc chung môi xâm nếch hả quát thá bị tiết mọc sơ la riêng tại đọc kỳ lô mà tê nhạc cru mai quát vết bài bốc mà tê thêm sạch mũi đống xâm khăn hào nhạc cru lụa bốc mà tê hờ chẳng nha ក្រោយពីមានការបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលម្ដាយបានវិចបាយដាក់ប្រអប់ជួរឲ្យយកមកហូបនៅសាលារៀនពោលគឺអ្នកគ្រូថាខ្លួនធ្វើដំណើរ 10 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីមកសាលានោះតាមរយៈពាក្យសម្ដីដែលក្មេងប្រុសរូបនេះបានពោលមកហាក់ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមានការចាប់អារម្មណ៍ chấp à rộng dạng khăn xong bây tay nè cú có miên chất rung phớp nâng cao xa xa nơi ca khất khom xì dìm rồi bọc côn xa mình đã ní phoảng đá đại ban thua đầm nào chùm ngay plâu tới đó 10 km đầm bay mọc riêng 20 km tiết tờ lọc tập tẹo vinh chỉ riêng rọt ngay mọc sạc xa chia bà chạm nè cú bạp thả con sơ rô bò nè cú rút ni miên chú mô thà ú sơ phía đòi ca bì bò màn thang ngày môn nè cú bàn mọc bằng riêng con sơ đột sọp đón đòi nè bê chênh lên con sơ rút ni bàn dọc bài mọc nhằm nè khẳng thân ạ hai bàn hào nè cú bị xa đòi nè cú sẵn kết khơi miên mà hộp bọc mặt tê trầm muối sạp bìa tốt nâng sạch muối đông tay bò nọ sân khâm thà ca khách khom prong prai như riêng sốt rô bọc mùi bàn lò bà xá bàn chùm nát thân nạ lò nâng xôm chún bò ai khâm mùi bò tôi chuộp tay xâm nàng lò bình mùi chì vứt đài chùm nèh vị chìa chìa truộp chuộp nâng bàn chào plon chào luộc mật mán trong chai vi xâm mán bàn tam chất tam xì kì bà thân nà vì chì khlèng truộp mùi đài xâm khăn bùm phót đôi bịa mùi thà ក្រទ្របអភពតែមួយគ្រាតែបើអវិជ្ជាវេទរាមួយជីវិត